Chào các anh em. Hôm nay mình sẽ làm clip review hai sản phẩm. Đó là con Kimay 809A và con Kimay 2006. Đây, bây giờ mình sẽ mở sản phẩm ra và so sánh cho các anh em. Cả hai thì bề ngoài là gần như là tương đồng nhau hết. Bên trong thì có giấy chứng nhận sử dụng ha. Đây là con Kimay 809. Tất cả hai là đều là thuộc dòng co led không dây hết. Chỉ khác mỗi màu sắc ha. Và con 809 thì có thêm cho mình màn hình hiển thị 100 pin ha. Đây. Như anh em thấy ở đây là bộ lưỡi di chuyển mạnh mẽ nha. Con Kimay 809 nè. Đó. Ở đây do trên màn hình điện thoại của mình á, nên em sẽ thấy được là nó bị nhịp thở của đèn, cho nên em sẽ thấy số 100 này thì nó sẽ bị nhảy, nhưng thực ra là vẫn hiển thị yên ha. Đây, cả hai đều được trang bị cho mình motor mạnh mẽ. Và giá thành của hai con này có thể đánh giá là tương đồng nhau, đều ở mức giá tầm 350, phù hợp cho các anh em mà đang học nghề hoặc là mới vào nghề để lựa chọn. Và cả hai con này đều có thể độ được lưỡi kép của anh ha. Các anh em nào mà có nhu cầu muốn độ lưỡi thì có thể liên hệ bên mình, và khi mua có thể nói lại với bên mình là muốn độ bộ lưỡi kép. Thì phụ kiện đi kèm cả hai con đều là bộ 4 cửa nhựa gồm 3mm, 6mm, 9mm, mình nhầm ha, 6mm, 10mm và 13mm. Còn có một chai dầu máy và một cây cọ củi. Đây là điểm gần như là hai con là giống nhau, khác nhau chỉ là điểm ngoại hình. Thì một con là màu trắng và một con là tông màu nâu. Và con Kimay 809 thì trang bị cho mình màn hình hiển thị mức độ pin để mà anh em có thể dễ dàng kiểm soát được ha, không có sợ mà bị hết pin giữa chừng mà đang chi cắt. Nhưng mà cũng không lo ngại vấn đề đó, bởi vì dây được thiết kế cũng dài, cho nên khi mà hết pin thì anh em có thể cắm và thực hiện tiếp tục công việc cắt của mình ha. Rồi, các anh em nào mà muốn xem trực tiếp thì có thể đến ba cửa hàng bên mình ở Hồ Chí Minh. Cửa hàng ở Tân Bình, số 719 Phạm Long Quân. Cửa hàng quận 3, số 62 Nguyễn Phúc Nguyên. Cửa hàng Thủ Đức, số 1028 Cao Vạn Cân, quận Kiểu. Còn những anh em nào mà muốn bên mình ship hàng tận nơi thì có thể liên hệ qua số hotline 0906 686 151. Và bây giờ mình xin được phép chào các anh em ha, và hẹn gặp các anh em trong những video tiếp theo.